và do tính chất đặc biệt nguy hiểm của cơn bão số 10 có thể ảnh hưởng đến diện rộng thì các hãng hàng không nội địa đã đồng loạt thông báo hoãn, hủy chuyến bay đi và đến các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của cơn bão này. Thông tin từ Vietnam Airlines trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9, hãng không khai thác 22 chuyến bay tuyến đi và đến Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lùi thời gian khai thác đối với đường bay Seoul Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của hãng cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền. Vietjet Air cũng ngừng khai thác các chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung trong ngày 14 tháng 9. Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS và tổng đài của hãng. Hãng hàng không Chester Pacific thông báo ngừng khai thác 16 chuyến bay đến khu vực miền Trung trong hai ngày 14 và 15 tháng 9 những hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng do bão sẽ được jetstar pacific chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay các ngày hôm sau hoặc hành khách khác có nhu cầu cũng sẽ được jetstar pacific hoàn vé miễn phí